có âm binh nữa. Âm binh. Có âm binh nữa nè. Nè. Thấy không? Đẹp quá. Nè, là gửi quà cho con. Nè, đang mở ra cho con coi luôn nè. Gửi quà cho con. Để lâu quá nó bị dính. Để lâu quá dính rồi. Nè. Gửi con đây. Đẹp không? Thấy không? Gửi quà cho con đi chị cha. Chừng nào mà chị Trân đi qua được, Trân đem qua cho Thanh xem nha. Bây giờ xem mở thì đi. Không. Thấy không? Thấy nghe không? Cho luôn hả? Hú hồn chưa? Cái này là để kỷ niệm. Cái này để kỷ niệm, không có cho luôn cái này được. Thấy không? Đem qua cho con xem. Đúng rồi, đem qua cho Thanh xem rồi đem về, biết không? Lật tiếp nữa nè. Ôi. Chụp nào á? Chụp hồi lúc mới cưới á con. Chụp hồi mới cưới á, mười mấy năm rồi. Đẹp không? Cô đẹp chứ. Đó, thấy không? Cô chị Trân mặc áo gì vậy? Nửa thanh làm giống vậy đó, phải không? Đó. Đi qua đem qua cho con xem. Đúng rồi, đem qua cho xem. Nè. Đẹp không? Wow. Wow. Nè chị Trân với chú Phong nè, đó. Ở ngoài cũng chẳng mạnh. Đẹp không? Đẹp. Đó, để chị Trân lật tiếp nha. Lật tiếp đi. Nè. Hồi lâu rồi. Wow. Thích đẹp không? Dữ ha. Đẹp dữ ha, hôm nay nữa nè, đó, thấy chưa? Thích không? Thấy chưa? Chụp không? Gì mà dữ hả? Nhìn đắm đuối không? Chụp gì mà đẹp dữ hả? Chụp gì mà đẹp dữ hả? Nè, nữa nè. Trời ơi. Thấy không? Trời trời. Trời trời. Nè. Wow. Đó, Thanh thích mặc đồ vậy đó, phải không? Dạ, sao giống chị Trân chứ à? Thì chị Trân chứ. Con thích bằng gì nè? Đó là đội cái lúc vậy đó, phải không? Dạ. Thích thương quá nè. Cho con coi nha. Nữa đem qua cho Thanh coi nha. Đem xong rồi đem về. Đúng rồi, đem xong rồi đem về. Nè, đó, thấy chưa? Thấy không? Thấy như nhảnh chị tin chưa? Mà đẹp chưa? Đẹp dữ à. Chụp đâu mà đẹp dữ à? Chụp ở bên quê, ở bên Tiền Giang á. Ở bên chị là ở đâu à? Bên chị là Tiền Giang. Tiền Giang hả? Nè đó, thấy chưa? Thích không? Quà ghê hồn đẹp luôn á. Ghê hồn đẹp luôn, nè. Ôi. Ôi ôi. Bà bạn áo sơ kê lộng lẫy luôn ha. Thanh thích vậy đó, phải không? Bạn áo sơ kê lộng lẫy luôn ha. Nữa là Thanh muốn vậy đó, phải không? Muốn nè, vậy á. Nhìn chú Phong coi đẹp giống diễn viên không? Trời, đẹp như diễn viên luôn á. Nè. Cho con thấy mặt coi chú Phong. Hả? Chú Phong đâu rồi, cho Phong vào mặt chú Phong ơi. Vào mặt chú Phong nữa kìa. Sao nữa? Ta ở trận, ta không dám lú đầu vô cứ chú Phong hoài vậy. Trời ơi, ông hả? Mặc đồ giùm con cái đây. Mặc đồ giùm hả? Mặc đồ giùm con cái đi. Rồi, rồi. Nè. Mặc áo vô liền. Nè Thanh. Chị Trân là thấy không? Đẹp lộng lẫy luôn á trời. Đẹp lộng lẫy luôn á trời. Lộng lẫy con bà bảy luôn. Khỏe ơi, Long, khỏe hả cưng? Chị khỏe, khỏe. Chị với anh Long anh khỏe. Chị khỏe. Bên em cũng khỏe ha. Không gặp mấy đứa nhớ à. Thanh á, kêu chị Trân lấy hình cưới của Trân cho nó xem á, nó đẹp lộng lẫy luôn. Mấy hoa trần lon, trời đó, đẹp lộng lẫy luôn á. Thấy không? Thích tôi vậy. Alo. Thấy không? Đẹp lộng lẫy luôn.
lộng lẫy kêu xa đó là lộng lẫy kêu xa luôn Thanh ha. Muốn vậy đó Lon, Thanh Thanh ước ao Thanh được mặc đồ giống vậy đó. Hết dịch đi. Dạ chú Phong đâu rồi cho thấy mặt coi. Đó, đẹp, thấy không? Chú Phong kìa. Thấy không? Nhìn hình đẹp trai cái chuyện hỏi đâu thấy mặt kìa. Ông nội ơi, mà râu dữ vậy. Trời ơi, không râu mà ừ con. Dịch, dịch cho nên là râu với tóc ra nhiều lắm. Ừ, hổm rày râu ria với tóc quá trời luôn rồi. Không có đi cạo ơi. Khỏe không, bệnh khỏe không? Chú Phong khỏe, chú Phong khỏe. Rồi Thanh khỏe không? Dạ, cũng bình thường. Rồi Dũng sao? Dũng thì cũng đỡ đỡ. Không có đau nhất gì trơn phải không? Đau nhất gì trơn á. Vậy là dạ, mình khỏe rồi. Rồi giờ coi hình tiếp không hay là coi chú không? Coi hình đi. Trời coi hình đi. Nhìn mặt ông chán á. Đó, thấy không? Đẹp không? Ôi hình đẹp ghê, lộng lẫy luôn á trời. Lộng lẫy kêu xa luôn. Đó, lộng lẫy kêu xa luôn á hả? Tòa kia đem qua coi nha. Nữa đem qua cho Thanh coi ha. Coi xong rồi đem về. Lắm luôn. Cái này á. Từ đó giờ không có cho ai coi luôn á. Ờ, thấy không? Thanh thích mặc đồ vậy đó. Đồng lẫy luôn ha. Đó, Thanh thích mặc đồ vậy đó. Phải không? Chồng anh mấy tấm? Nhiều tấm lắm. Nhiều tấm lắm chị Trân cũng quên rồi, không có đếm. Mở ra đếm coi bà. Ừ, cho coi xong đi rồi đếm. Nè, thấy không? Trời, quả đẹp luôn. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Thích không? Thích, gửi qua đi. Gửi qua đi, chừng nào qua đem qua ha. Dạ. Rồi dở ra, rồi coi nữa rồi. Ôi trời ơi, trời ơi. Thấy không? Làm kiểu gì à, bà? Làm kiểu gì? Nằm đó, nằm cái chú Phong bờ ẩm đó. Mẹ, đó cảnh này cũng đẹp dữ lình luôn á, cảnh đẹp dữ dằn luôn á. Lẫy mặc áo sơ kê lộng lẫy luôn. Đúng rồi, mặc áo sơ kê lộng lẫy luôn. Dạ gì đâu mà mẹ. Gì đâu mà nhóc hết trơn hả? À, thích không? Thích, đừng nào đi thì đem qua cho con coi. Đúng rồi, chừng nào đi đem qua cho Thanh. Dạ. Rồi, hết rồi đó. Rồi giờ. Rồi hết hình rồi đó. Bây giờ tới giờ giờ mặt chú Phong tiếp không? Alo. Ừ, nghe em con. Nghe. Bây giờ giờ mặt chú Phong tiếp ha. Đẹp chưa? Rồi, ai đẹp? Ai đẹp con? Đẹp chưa? Rồi, tới đây anh giữ cho. Rồi đếm đó. Đếm hả? Ừ, 28 tấm. Ừ. Tự dịch. 22 tấm hả? 28. Trời ơi. Gì dữ hả? Dữ. Thích không? Thanh cũng muốn vậy đó hả? Đê chừng nào. Chừng nào đem đi đi đem qua cho con nha. Ừ, đem qua đó, cho Thanh coi nè. Nha. Cái anh cái âm binh, cái âm binh và bả lửa nè. Thanh mê dữ lắm luôn á. Mày nghiệp. Phải không? Thích mặc áo sake. Sake kêu sake. Rồi đội nóc mà kêu đội giúp. Sake. Sake. Ừ. Sake nha. Ê Thanh, dạ. Thanh có, sáng có đánh răng chưa? Dạ. Dạ có. Có tắm không? Nghi quá à. Có tắm không? Có tắm không? Sáng có tắm không? Có. Giảm đâu. Chưa ai đi tắm hết trơn á. Chưa chưa không? Chưa ai tắm hết trơn ha. Sáng mình đánh răng. Sáng mình đánh răng cái mình tắm đi Thanh. Dạ hồi nãy nhắc chú Phong, giờ chú Phong tắm đánh răng rồi chú Phong nhắc lại nè, cho biết mặt luôn nè. Dạ không cho nó kìa nằm ngủ luôn rồi. Giờ này mình thay bikini. Nè mình thay bikini ra mình tắm đi con. Nhảy xong cá chết chưa?